Em chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật Bản của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em nha, 034 830 843. Rồi mình cập nhật mấy video mới á, ở trên cái bấm vào cái đăng ký nha mọi người, đăng ký kênh á. Rồi để xem cái món hàng đã bán hay chưa, mọi người bấm vô cái tiêu đề của video, em cập nhật mấy cái món hàng nó đã bán hay chưa để mọi người liên hệ cho nó tiện nha. Rồi hôm nay cái video 83 em giới thiệu mấy món đồ nè. Đầu tiên là cái cây cắt kiến ha, cái này là khá quen thuộc rồi, rất về rất là nhiều lần. Cái cắt kiến nó dùng đá, cái kiến của Nhật dùng đá ha, dùng đá để cắt không cần dùng dầu nè, viên đá nè. Rồi đây đo kích thước cho mọi người dễ hình dung ha, 17,5 cm. Rồi cái kiến này có mã 8301 nha, giá 150.000. Kế tiếp là cái Eto của Nhật. Đây cái Eto hàng nội địa. Eto này làm cái trục này rất là chắc chắn luôn, rất là cứng. Đây trục này nè, trục này nó đi rất là ok, không có sợ bị rơ ha. Cái Eto này nó gần như nó chưa có xài bao nhiêu ha, xài rất là ít, ngàm còn nguyên, thẳng phiêu, thẳng bén luôn, quay im không nghe tiếng luôn nè. Đây cái ngàm đó nè, nó phẳng không có chút gì gọi là mớp hết. Cái tô này kẹp vô cái bàn nha mọi người, đây có cái đe luôn. Kích thước nè, 5,5 phân ha. Đây nó mở hết cỡ. Rồi tới đây, đây mở hết cỡ được 5 phân mọi người, là kẹp được 5 phân ha, ngang 5,5 phân. Cái này kẹp được cái mặt bàn, vô mặt bàn 5 phân luôn. Đó, mặt bàn dày 5 phân. Trở lên, trở xuống ha. Đây kích thước nè. Rồi cái ô tô này có mã là 8302, giá 800.000. Tiếp theo là cái cây hước, cây hước cho anh em làm thợ mộc ha, sử dụng ha. Đây là hước ke gốc chia độ. Đây còn rất là đẹp, cái hước này rất là đẹp. Nó dùng để chia độ để mình muốn vẽ một cái, muốn cắt một cái miếng gỗ 45 độ đi, thì mình kê cái hước này lên chia độ nè, chia nhanh. Đây có để 90 độ, 60 độ, 45 độ, 30 độ, 15 độ nè. Mấy cái góc cần thiết mà thường xuyên sử dụng trong thợ mộc ha, làm đồ mộc. Hước này rất là dày luôn. Cái này nó độ khoảng 2 mm trở lên ha, 2 mm. Rất là dày, một cái hước chia góc. Rồi hước này có mã là 8303 nha, giá 250.000. Đây chiều dài nó là 30 cm rồi. Rồi tiếp theo là hai cái cắt ống đồng mọi người. Mà em bán em tính là một món thôi. Này cắt ống đồng của Lotte nè, màu đỏ. Còn là nguyên lưỡi zin đẹp luôn, lưỡi zin, lưỡi sơ cua luôn nè. Nó cắt được ống từ 3 mm đến 32 mm. Với một cái cắt ống này của thằng Mỹ, nhưng mà nó bị gãy cái này rồi, nó gãy cái phần cái lưỡi do nè, chứ rồi nó có một lưỡi thôi. Đó, nó gãy cái lưỡi do rồi nên bán anh tặng, bán một cái tặng cái ha. Tính giá là có 250 thôi. Mã là 8304 nha, hai cái cắt ống. Rồi tiếp theo là cái vòi xịt của, đây cái vòi xịt của hàng Nhật. Đây em nghĩ là cái vòi nó xịt nước nha mọi người. Đây là cái răng vô nè, nó to quá nên em cũng không có ống để thử. Đây là bằng nhôm rất là dày, nhôm dày,
bét nè. Này nó nhôm dày kìa, dày khoảng 2 mm luôn. Bét này bét đầu tròn nè, lỗ tròn, lỗ khoảng 3 mm, lỗ 3 mm. Rồi một bét, một cái bét sữa cua nữa nè, nó có hai bét. Bét này sữa cua, nó bét nó lỗ dẹt, có cái gòn luôn mọi người. Cái gòn nè, cái gòn trong đây nha, còn nguyên chưa sử dụng. Rồi cái rang này là rang 26 mọi người, cái rang 26 nha, có phốt cao su luôn nè. Cái này giống như nó chưa xài luôn á. Đây là có cái van, van mở nước nè. Rồi ok. Rồi cái vòi phun này có mã là 8305 nha, giá 350 nha. À, tiếp theo là cuộn dây điện, cái cộng dây nguồn của Nhật ha mọi người. Dây nguồn này xài dài 6 m, điện nó là 7 A, 125 V, 7 A, dài 6 m nha mọi người. Đây dây điện đồng của Nhật, rất nó rất là chất lượng, đồng đỏ luôn. Rồi dây điện 6 m có mã 8306 nha, giá 200 ngàn. Tiếp theo là một cây mỏ lết rất là độc. Mỏ lết này hàng độc mà mọi người, hàng rất là ít khi gặp luôn. Đây thương hiệu của nó nè. Cái này nó bằng thép, cái này bằng thép nè, hà ngàm nó bằng thép luôn, gắn vô. Cái này bằng nhôm. Để mở ra mọi người xay vậy nè, mở miệng nó ra. Rồi miệng nó mở tối đa rồi. Đây đo thử, nó 40 ha, mở được 40. Rồi mọi người siết vô chỉ cần gì, nó siết rất là nhanh. Đây siết rồi nè, mở ra siết đó nè, giờ cứng. Rất là hế, có hế rất là lực luôn. Mà sử dụng được nhanh nữa, nó mở nhanh, tự động gạt nhanh, đó, gạt nhanh nó vô. Đây. Thì rất độc. Rồi cái mỏ lết này có mã 8307 nha, giá 800 ngàn. Còn nguyên, gửi răng đồ rất là đẹp luôn. Gần như là không sử dụng nữa, hoặc là có sử dụng mà rất ít, không thấy được cái vết tì gì ha, rất đẹp. Rồi tiếp theo một cái cảo bạc đạn nha mọi người, bạc đạn của Japan ARM, mã nó là 100. Đây cảo bạc đạn rất là đẹp. Đây kích thước của cảo này là như đây nè. Đây nó mở ra rất to luôn. Đây. Cạo hai chấu. Đầu còn rất là nhọn hoắt luôn nè. Cái đầu chống nó nè. Rồi, cái cạo này em có mã là 8308 nha, giá 800 ngàn. Rồi tiếp theo một cây cưa ARS của Nhật. Đây ARS, cưa cành ARS 18. Lưỡi thì đã sử dụng rồi nhưng còn cũng còn rất là ok. Nói chung còn nguyên, nó không có bị mẻ. Đây kích thước nó nè, lưỡi 18 nha. Chiều dài cây này là 23. Rồi cưa cành ARS có mã 8309 nha, giá 300 ngàn. Rồi cuối cùng là một cái tay hàng nha mọi người, cái tay hàng với lại một cái bó que hàng của Nhật. Đây bó que hàng nè, cái que hàng này em không biết là không có chuyên dùng
nên cũng không biết là nó hàng cái gì nữa. Que nó như vậy nè, rất là nhiều luôn, chắc cỡ 100 que. Nguyên cái bó này rất là nặng, nó cỡ hơn 4 kg mọi người. Đây, chiều dài nó là 1 mét, chiều dài cái que này là 1 mét nè. Đây mọi người thấy nè, 2 ml, 2 ly nhân 1 mét nè. Đó, 2 ml nhân 1 mét. Đây là nó mạ đồng mọi người. Que nó hình như bằng thép á, bằng sắt. Đây nó mạ cho mọi người hàng nè. Đây là que hàng. Đây có để là hàng tích gì nè. Đó. Rồi em bán cái que hàng với lại cái tay hàng nha. Đây cái bó que hàng này nè, với một cái tay hàng của Nhật, tay hàng inox mọi người. Đây cái tay này nó chuyên kẹp ống inox luôn nè, kẹp ống tròn nè. Đây kẹp dây mát vô nè, full cái cục này inox luôn. Rồi cái tay hàng bán chung với cái bộ mũi hàng nha, giá là 1.200.000, mã 8310. Rồi em kết thúc video đây ha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ.